Hi, xin chào tất cả các bạn các anh chị, mình là Nghĩa, Nguyễn Trọng Nghĩa ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên mình chúc tất cả các bạn các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay mình xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Honda Super Cup 50. Chiếc này còn có tên gọi là Cup cánh én các bạn. Cánh én, bình xăng lì. Cánh én là vì sao? Các bạn các anh chị thấy không, cái ghi đồng của nó em nó cong cong lên đó, nó đặc trưng là của cái loại cánh én 79 đó. Thì cái đời này là cũng là cái đời nó cũng khá là lâu rồi ha các bạn. Hồi đó 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89 gì đó. Đại khái là rất là nhiều cái dòng. Nhưng mà đây là một trong những cái dòng đặc trưng. Nhìn nó là các bạn các anh chị nhớ liền, cánh én liền à. Đó. Và em này là một cái em Honda Cup 50. Đó, nên nó rất là bền. Chiếc này rất là bền và rất là lợi xăng. Chiếc xe này chạy đi xa rất là tốt, rất là ok luôn. Mà chúng ta không có lo là nó hư hỏng vặt. Đó. Nó xấu, rồi nó xấu theo thời gian. Nhưng mà dù gì theo thời gian mà như chiếc này thì mình thấy nó cũng còn liền liền. Mà cho dù thời gian nó bao nhiêu nhưng mà với cục máy của em nó vẫn cứ là ok nè các bạn. Nổ máy liền nè. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn mình bán với giá là 5.900.000. 5.900.000 nha các bạn. 5.900.000 giấy tờ, biển số, thành phố, chính chủ luôn, nghiêm chỉnh đàng hoàng. Đó, xe này rất là bình dân, chạy rất là ngon, ok. Rồi, mình xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều nha. Xe giấy tờ đầy đủ, phù hợp cho các bạn học sinh mới tập lái á. Hoặc là xe này dành cho những người nào mà muốn đi nó chậm chậm. Thì đây là 50, nên chạy rất là lợi xăng, xăng và rất đi rất là chậm, phù hợp cho những người nào chạy nó còn hơi yếu yếu để tập chạy. Rồi, mình xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều. Đầy đủ giấy tờ luôn nha. Rồi, xin chân thành cảm ơn.